Ngày nay, Tập đoàn Sức khỏe Siberi đã thực hiện một chu trình khép kín, từ ý tưởng về sản phẩm, phát triển công thức, sản xuất cho đến việc phân phối sản phẩm đến người tiêu dùng. Kiểm soát và giám định chuyên môn tất cả các công đoạn, nghiên cứu, sản xuất, hậu cần, quảng cáo, tiếp thị. Các công ty đại diện của tập đoàn đặt tại các nước trên thế giới, cửa hàng trên mạng Internet, thông tin liên lạc hai chiều với tập đoàn. Khả năng liên hệ với các tác giả, nhà sáng chế hoặc với các đơn vị sản xuất về bất kỳ vấn đề gì được thực hiện cùng một địa chỉ trên cùng một website. Sự kiểm soát liên tục tất cả các giai đoạn của quá trình từ ý tưởng cho đến khâu ra sản phẩm, tính trách nhiệm cao ở từng giai đoạn. Hơn nữa, trách nhiệm ở đây được gắn với cá nhân cụ thể. Điều này tôi chưa thấy ở các công ty khác.